Hello, everyone. Sabrina, why do you have a plastic bag with you? Because I brought some cookies to share with my friends. Plastic bags are not environmentally friendly. You should bring your own reusable bag. I also know other environmentally friendly methods, such as self-prepared reusable tableware, using reusable materials instead of plastic bag. There is also a need to do garbage sorting, reusing recycled material. Great, so you can protect our Mother Earth better. There's no plan B after all. Now our friends from Vietnam to share their stories about reducing plastics and garbage reduction. Save the body nature. Let's welcome our friends from Vietnam with warm applause. Các bạn, tụi mình là một trong những bạn nhỏ đầu tiên của phong trào Recycle for Change tại Việt Nam. Trong giai đoạn thấu cảm, một trong những nhiệm vụ tụi mình cần hoàn thành là hãy vẽ bản đồ đường từ trường về nhà của tụi mình. Một trong những điểm nóng mà bạn nào cũng có vẽ đó là rác dọc đường về nhà. Rác là một vấn nạn tại thành phố nơi tụi mình đang sống và tụi mình muốn bắt đầu làm gì đó. Mọi người biết không, rác thải nhựa mất từ 500 đến 1.000 năm, thậm chí hầu như không phân hủy vì trong bụng chứa đầy các mảnh nhựa. Theo các nhà khoa học, đến năm 2050, thì số lượng bịch ni lông nhiều hơn cả số cá ở trong biển. Tụi mình còn có cơ hội tham gia chuyến tham quan khu xử lý rác thải Đa Phước, khu xử lý rác lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi mình được biết rằng có khoảng hơn 6.000 tấn rác được thải ra mỗi ngày ở thành phố nơi tụi mình sống. Và phương pháp được sử dụng để xử lý đó là chôn cất. Rác ở đó đã trở thành một đống rất cao. Tụi mình đã về và cùng nhau tìm xem có cách gì tụi mình có thể làm để cứu lấy người bạn thiên nhiên yêu dấu hay không. Tụi mình đã thử làm các đồ sử dụng các vật liệu tái chế. Tụi mình đã làm infographic để mọi người biết rằng mất bao lâu thì một số rác thải thông thường mới phân hủy được. Mình còn cùng nhau xây dựng thêm một trang web selfthebodynature.weebly.com để cung cấp thêm thông tin về cách tái chế rác cho mọi người và các sản phẩm có thể thay thế nhựa. Tiệm bánh khác nhau kêu gọi các cô chú giám đốc ở đó hãy thay thế những đồ nhựa sử dụng một lần thành những vật liệu hơn thân thiện với môi trường và dùng ly thủy tinh hoặc sứ để phục vụ cho khách tại cửa hàng. Và sau hơn 2 tuần chờ đợi, tụi mình rất vui mừng nhận được bức thư phản hồi đầu tiên từ cửa hàng bánh Grand Castella. Cô Ngọc Ánh, giám đốc marketing ở đó cho biết họ rất vui và cảm ơn ý kiến của tụi mình và sẽ áp dụng ở tất cả các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Họ sẽ hỏi người mua xem liệu có cần dao nhựa khi mua bánh không, và trong tương lai không xa họ cũng sẽ thay thế dao nhựa thành da làm bằng vật liệu thân thiện hơn với môi trường. Tụi mình vẫn đang chờ đợi phản hồi từ những nơi khác cùng tay với tụi mình để bảo vệ lấy người bạn thiên nhiên. Once upon a time, in a beautiful city called Saigon, where many trees, people and animals live together peacefully. Suddenly, there's a strange voice coming from somewhere. What voice is that? So scary! Right. I am so scared. Me too. Thanks to the huge plastic usage of human beings, I have the chance to show up here. I am Plastic Monster! Ha ha ha! And by 2050,
I will be more crowded than the fish in the ocean. Assistant. I am here, my lord. Have you finished the task that I assigned you? Lord, I've already found materials to destroy Mother Earth. One of them is the plastic bag. That's the plastic. How long will it take to decompose? 15 years, Lord. Good, good. And this is the plastic bottle. It takes 450 years to decompose. Yay, awesome. And this is styrofoam. This item never decomposes. Yay, marvelous, marvelous. With these items, I will destroy the earth. Yay. Hello. Ha 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 ha. Okay. The food waste treatment is the place where the most garbage of the city gathered. Plastic monster turns this place into a huge garbage mountain. Hey guys. We need to do something to save our buddy nature. Our superheroes together plan the action plan to reduce plastic waste by plastic monster. We make recycle things and present in front of more than 200 adults in a congress in Saigon. We design a website to spread what we did and encourage people to take part in. We wrote letters to fast food chains, coffee shops, to call Mr. and Ms. Directors consider to reduce plastic waste and use alternative methods which are more eco-friendly. As a result, there are two big brands companies reply to our letters. The Grand Castella Bakery originates from Taiwan and Lotteria agreed to consider our recommendation. Let's save our buddy nature together. Please remember, we're from Vietnam! Yeah. What difficulties did you encounter and how to solve them? We tried and failed many times. Our solution did not go exactly the way we planned. As you know, we want to save our buddy nature. So we made recycled products and spread the news at a congress in Saigon. At first, it seemed very awesome, but later it turned out not very effective because very few people can recycle things by their own. So we decided to create a website with information about recycling to help, but still found it hard to reach our target people. Then we decided that we are going to write a letter to fast food chains and coffee shops and hope that they will and hope that the letters will change their mind and reduce plastic waste. Thank you for sharing your story with us. Now, we need to walk here. You are all superheroes. You have done a great job. Let's say 任务成功 now. 1, 2, 3. Yeah. Oh my god. Let's go down. I don't want to look at it.